tạm tính là 448.254 Việt Nam đồng. Đấy, thì tạm tính đến ngày 20 tháng 5. Đây các bạn nhìn phía dưới này. Đấy, thì nó sẽ cập nhật đến ngày 20 tháng 5 và tương đương với 214 số điện. Xin chào các bạn. Ngày hôm trước thì mình mới được giới thiệu một cái ứng dụng để quản lý và theo dõi cái số tiền điện và cái lưu lượng điện mình đã sử dụng trong cái ngày, trong cái tháng vừa qua, khá là hay. Đấy là cái ứng dụng ePoi. Thì để tải cái ứng dụng này về thì đầu tiên các bạn vào CH Play nhé. Thì các bạn vào CH Play này, các bạn gõ từ ePoi. Các bạn nhấn mở này. Ở đây phần đăng nhập nhé. Thì do mình có cái số điện thoại và số tài khoản rồi thì là các bạn tiến hành nhập. Còn ai mà chưa có tài khoản thì nhấn vào đăng ký ngay nhé. Các bạn kích vào đăng ký này. Thì bạn nhập vào cái số điện thoại các bạn vào. Thì thường là các bạn sẽ có số điện thoại đính kèm cùng với cái hợp đồng của các bạn rồi. Thì các bạn chỉ cần nhập cái số điện thoại của các bạn vào là nó sẽ kết nối với cái hợp đồng sử dụng điện của các bạn. Thì bình thường ấy, các bạn sẽ thấy các cái tin nhắn của EVN này thì báo về cái số điện thoại nào. Thì đấy chính là cái số điện thoại mà các bạn dùng để đăng nhập vào cái tài khoản ePoi này. Đấy, thì đây là cái số điện thoại này của mình. Thì hàng tháng là EVN Hà Nội gửi tin nhắn về thông báo về cái tiền điện, thì chính là cái số điện thoại mình đang sử dụng đây. Mình nhấn vào đăng nhập ngay này. Đây chính là cái giao diện của cái ứng dụng ePoi này. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới góc tay phải màn hình của các bạn thì sẽ có cái hình biểu tượng của cái cô điện lực này. Đấy, thông báo là tiền điện đến giờ là 448.254 đồng rồi đấy. Thì một là các bạn có thể kích trực tiếp vào đây để xem cái thông tin cái lưu lượng sử dụng điện của các bạn này. Hai là các bạn kích vào cái ô là theo dõi điện này. Đấy, thì ở đây nó sẽ thông báo rõ cho các bạn là tiền điện tạm tính. Đấy, cập nhật một ngày trước nhé. Tiền điện tạm tính là 448.254 Việt Nam đồng. Đấy, thì tạm tính đến ngày 20 tháng 5. Đây các bạn nhìn phía dưới này. Đấy, thì nó sẽ cập nhật đến ngày 20 tháng 5 và tương đương với 214 số điện. Đây sẽ thống kê theo các ngày luôn. Ví dụ các ngày là 19 tháng 5 là 15 số, 18 tháng 5 15 số, 17 tháng 5 15 số. Đấy, các cái ngày từ 19 đến 15 tháng 5 là 15 số đều đều hàng ngày nhà mình dùng. Ngày 14 là 13 số. Đấy. Đấy, như các bạn dùng cái ứng dụng này thì rất là tiện, là các bạn có thể biết được là cái số tiền đến cái thời điểm hiện tại nhé, các bạn đang dùng là bao nhiêu. Đây là tính từ cái ngày mùng 4 tháng 5 nhé, ngày ghi chỉ số ấy. Và biết được cái lưu lượng điện hàng ngày, hàng tháng nhà các bạn sử dụng. Thì ngoài ra thì nó cũng có một phần nữa mình thấy cũng khá là hay. Đấy là cái phần mà các bạn kích vào phần cá nhân này và kích vào cái phần tab là ước tính điện năng tiêu thụ ấy. Ước tính điện năng này. Đấy, thì ở đây nhá, thì các bạn cần phải nhập cái thông tin cá nhân của các bạn vào. Ví dụ như là đây là nhập họ tên, số điện thoại, email và mã khách hàng này. Đấy, thì nhập cái thông tin này vào thì các bạn xong bạn nhập chi tiết các cái thiết bị trong nhà các bạn có, số lượng là bao nhiêu và cái thời gian sử dụng là bao nhiêu thì sẽ tính ra cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Đây, ví dụ như bếp
đôi này, số giờ sử dụng hàng ngày, ví dụ nhà bạn dùng khoảng tầm 2 tiếng một ngày đấy, thì các bạn gõ vào đây và số lượng là có một bếp này đấy. Ngoài ra thì còn có đèn chiếu sáng này, tủ lạnh này, máy rửa bát, máy giặt và các thiết bị khác, điều hòa, máy sấy quần áo, bình nóng lạnh, lò nướng, vân vân. Đấy thì từ các cái thiết bị này các bạn có thể ước tính được cái lượng tiêu thụ hàng tháng trong nhà của bạn. Nhưng mà mình lưu ý nhé, thì cái này chắc chỉ áp dụng được với những cái công tơ điện tử thôi. Cái dạng công tơ điện tử mà nó hiển thị số điện tử ấy, thì nó sẽ kết nối được với cái trung tâm dữ liệu khách hàng và báo cái chỉ số về cái trung tâm dữ liệu khách hàng. Chứ còn những cái công tơ kiểu dạng công tơ tròn tròn, công tơ cơ ấy, mà hay lắp các dãy nhà trọ ấy, thì cái đấy thì chắc là không có liên kết được với dữ liệu của khách hàng đâu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.